Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nhưng con thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A-la-hán chánh đẳng chánh biến tri Ngài Thượng Ngộ Không Thầy Chỉ Dạy. Bồ tham sa ga nang ga cha mi tham ma sa ga nang ga cha mi sang gan sa ga nang ga cha mi. Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2021, chúng con cùng nhau sinh hoạt tu tập Phật pháp, kính thỉnh chư thiên, chư thiên cõi trời, tứ thiên vương, chư hộ pháp, những vị thiện thiên thần gia hộ cho chúng con tu tập được nhiều lợi lạc lớn. Tham ma sa vana kalo yam ban dan ta, tham ma sa vana kalo yam ban dan ta, tham ma sa vana kalo yam ban dan ta. Dạ, Bồ Phật xin kính chào tất cả quý vị. À, quý vị có nghe được rõ không? Tôi thấy cô Thanh Xuân vô không được. Dạ, nghe rõ. À, Kim Phượng. Sao Kim dạ. Phượng. Xuân đặng bấm nhưng không vô được. Tại vì cô hồi đó giờ cô chưa có biết bấm á. Rồi. À, nó sẽ kiểm tham nha. Đó thì thôi, đấy... kỳ sau đó thì cũng tại vì không có sinh hoạt một thời gian rồi cái phương pháp mà vô cái room á thì nó trở ngại thì thôi thì duyên cái gì nào thường xuyên thì nó không có giới hạn với là mất đứt đoạn với nhau thì đây là điều lợi lạc chung thì tại sao thì mình sẽ họ có dịp để tiếp tục. Thì bây giờ hôm nay thì mình trở lại bài kinh Tăng Chi Bộ. Thì tôi cô, đi Tăng Chi Bộ, Tương Ương Bộ thì thỉnh thoảng qua những cái bài sinh hoạt của chị Sinh Ra đó. Thì tôi mục đích để ôn lại rồi cho quý vị thấy rõ những cái gì mình tu tập trải nghiệm qua mấy năm sau khi mình học khác biệt những bài tu tập và mình nhìn thấy được cái những cái pháp này nó đương mình đang thực hiện chứ không có gì đâu xa hết, đừng có nghĩ gì nó cao xa hết thì mình sẽ thấy tu tập nó thoải mái thôi. Thì bây giờ thì hôm nay mình sẽ trở lại bài kinh Tăng Chi Bộ trong chương ba pháp phẩm người đóng xe, bài số 16, con đường không có lầm lỗi, lỗi lầm không có lỗi lầm. Thì mấy chị nào có mở lên bài cái link được không? Cái gì? Dạ được. Rồi thôi chị Thanh Xuân đọc đi. Chị đọc cũng lợi lạc lắm, thì đọc cũng được lắm. Thì hôm nay chị đọc tới cái phần từ trên xuống tới hết cái phần hộ trì các căn đó chị dừng lại. À, đừng có đọc ngay chỗ mấy cái highlight, rồi từ từ mình sẽ đọc tiếp. Dạ, xin mời chị. Dạ, mô Phật. Phẩm người đọc xe, phẩm anh. Dạ, đúng vậy. Con đường không có lỗi lầm, tìm hiểu và tu học. Bài kinh này không nói chú xứ, thành tựu ba pháp này các tùy theo thực hành con đường không có lỗi lầm lỗi và có những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là ba này các tỳ kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Hộ trì các căn tỳ kheo khi mắt tai mũi lưỡi thân ý thấy nghe nhận thức sắc thanh hương vị xúc pháp không nắm chữ
tướng chung, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không được bảo vệ, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên? Tùy theo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ nhãn căn, thực hành phòng hộ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn. Như vậy này các tùy theo, là tùy theo hộ trì các căn. Dạ được rồi chị, dạ dừng lại, dạ sa thố. Dạ. Thì đây là những cái văn tự quý vị đã thường nghe tới nghe lui, nghe đơn giản và nghe vào chi tiết. Thì để tôi đi từng phần trong cái hộ trì các căn á, để mình nhận thức rõ trong cái trạng thái nào mình tu tập và mình đã có những cái trạng thái đó, trải nghiệm những cái tâm đó, cái cảm thọ và có những cái ý thức đang trôi chảy trong cái giai đoạn đó. Thì Đức Phật dạy khi mắt nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý rồi mình nhận thức sắc thân hương vị xúc pháp, tức là năm căn mình tiếp cảm bên ngoài, và cái ý thức không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, không nắm giữ tướng chung, đây là sự dính mắc. Chung đây là một tập thể, có thể là gia đình, có thể vì một cái xã hội của mình, một nhóm, một chủ xứ, hay là một quốc gia, nó rộng hơn là một chủng tộc. Những cái gì đó liên hệ lên mình khi năm căn tiếp xúc và cái ý thức mình nhận thức, mình thấy đó nó có cái sự tác động vào cái thân tâm của mình. Đó là tướng chung. Còn tướng riêng là cá nhân, trực tiếp khi mình nghe cái mình đụng chạm tự ái của mình, thì cái đó là tướng riêng. Thì những nguyên nhân gì vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn không được bảo hộ, thì khi mình nghe đó, đó thì như tôi trình bày quý vị, mình nghe có hai trường hợp. Tự bản thân, tự ngã mình nghe thấy là mình bực tức liền. Hoặc nghe cái lần này không phải trực tiếp, nhưng mà đụng chạm tới gia đình mình, tới những người thân của mình, hay là dân tộc, chủng tộc, thì mình thấy tự ái. Thì những cái điều này á, là do cái gì? Chỉ sự thật ra nó là do sự cảm thọ trước. Lạc khổ, bất lạc bất khổ. Mình á, không bảo vệ được, tức là mình đã có dính vô cái cảm thọ mà mình không nhận cảm thọ, mà mình nhận đó đó là cái dính mắc vào ba cái căn bản phiền não là tham sân và si. Đấy, chung lại gọn đơn giản là thiện pháp là ở dục giới. Thì người có dục mình tu quân tập những cái điều thiện pháp đều là nằm ở trong cõi dục, thì mình thấy rất là rõ ràng nó đang trôi chảy trong đời sống hiện tại của mình. Bất cứ một sắc na nào tâm xuất hiện là mình có bị rơi vào trong hoàn cảnh đó. Thì mình thấy nó có liên hệ đến cá nhân, có liên hệ đến tập thể, mà vì một nguyên nhân gì mình không bảo vệ được thì mình phải phòng hộ, phòng hộ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân dãy. Nhưng mà nói chung lại, cái trường hợp đã xảy ra rất nhiều, chính bản thân mỗi người mình không ít là nhiều, nhưng mà những cái gì nó xảy ra trôi chảy đó thì mình không phải là nhận thức liền. Nó đã xảy qua 5-10 phút, có khi về tới nhà, tùy theo cái sự tu tập của mình, sự chánh niệm tỉnh giác của mình, thì mình nhận thức nó nhanh hơn và mình có thể dừng lại. Nếu mình không có dừng lại, mình hộ trì cái lúc mà cái tâm mình sanh khởi cái tưởng mình câu hữu, thì mình sẽ tạo những cái điều bất thiện, thì điều đó mình không bao giờ mình tránh khỏi. Mà chính ngay hiện tại mình vẫn còn, nhưng với cái mức độ, với cái xác sức mà ngày hôm nay mình có, nó ít hơn lúc trước rất nhiều, là tại vì mình có một phần, dầu không thành tựu hết hộ trì các căn, nhưng mình nhất mình cũng làm được một đôi phần. Thì đây là cái điều lợi ích khi mình biết được giáo lý của Đức Phật đã
đã làm cho mình thấy được cái điều đáng làm. Đó, thì nhờ cái niềm tin Tam Bảo, nhờ sự tình với giáo pháp Như Lai, nhờ sự chỉ dạy của các chư tăng, và nhờ sự cái niềm tin đó mình tinh tấn tu tập, tới ngày hôm nay mình thành tựu được Đạo Phật. Thì trở lại cái hộ trì các căn này, nó là mình bao giờ mình không phải sống như nó. Thì quý vị đã biết là khi sáu căn tiếp xúc, sáu trần chỉ sanh ra ba cảm tỏ, cái mà hai lai á, cái nền xám á, thì tôi đọc lại thì cảm tỏ lạc khổ hay bất lạc, bất khổ. Nhưng chính vì thiếu phòng hộ thì tâm mình sanh khởi. Người sống với tâm tham, sống với tâm sân, đương nhiên có tâm si, tại vì si nằm phía sau tham và sân. Thì cái phần kế tiếp á, là mời chị Thanh Sương đọc ở trang 2 đó chị, cái highlight nền xanh đó, để mình nghe lại trong cái bài kinh mà chị Sinh Nha có chia sẻ hai tuần trước á, là kinh nên hành trì, không nên hành trì. Chị Thanh Sương đọc dùm phần đó. Chị Thanh Sương đâu rồi? Chị Thanh Sương đã mất tiêu rồi. Dạ. À, chị đọc cái phần này, cái chỗ trang số 2 đó chị. Người tham ái. Dạ. Dạ thôi. Chỗ người có tham, người có tham ái số 2, cha chị chắc bạn cũng chị gì chắc gì? Dạ, không có. Đây là dặn nói cái chuyện này chút nữa mà. Chỗ nào hộ trì các căn rồi bây giờ là cái trang số 2, trang số 2 bắt đầu khi các căn tiếp xúc trần, sống trần đó không anh? Không, bây giờ chị nghe tôi nói cái trang số 2, chị thấy trang số 2 không? Dạ thấy. À, chị đọc bắt đầu trang số 2. Người có tham, con đường không có lỗi lầm. Dạ, chị đọc tiếp. Dạ rồi. Người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, người ấy nghĩ rằng ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Làm lại có người sân tâm khởi lên hải ý hải niệm như sau: mong rằng những loài hữu tình, những loài hữu hình này bị giết hay bị tàn sát hay bị tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Ngài Sariputta giảng rộng: ở đây bạch Thế Tôn, có người có tham dục, sống với tâm câu hữu với tham dục, người ấy sân hận, và sống với tâm câu hữu với sân hận, người ấy có hại tâm, và sống với tâm câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Ở đây bạch Thế Tôn, có người có tham dục, sống với tưởng câu hữu với sân hận, người ấy có hại tâm, và sống với tưởng câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Và này các tùy theo được rồi chị. Thế nào? Được rồi. À, kinh đó là trong cái phần đoạn kinh tôi xin được cắt lời để nói liên hệ cái phần về cái sự thiếu hộ trì các căn đó, nó sanh ra mình làm bất thiện pháp. Thì cái bài kinh mà chị Thanh Sương vừa đọc á, là nằm trong cái bài kinh 114 Trung Bộ, kinh nên hành trì hay không hành trì. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật dạy những cái pháp nào tăng trưởng cái thiện pháp, mà đoạn giảm
bất thiện pháp, thì nên làm cái pháp nào tăng trưởng bất thiện pháp mà đoạn giảm cái thiện pháp thì không nên làm. Thì qua sự phòng hộ các căn sẽ giúp mình đoạn tận dần những cái nắm bắt, cái tham dục, cái sân và cái si, thì đó giúp mình được thanh lọc cái thân tâm của mình. Thì bài kinh này chị Sư Nga đã chia sẻ với mình đây, đây là cái đọc lại để mình ôn lại cái ý kinh. Thì trong cái trường hợp này, khi mà sáu căn tiếp xúc sáu cảnh bên ngoài thì đương nhiên là phát lên một cái tâm sanh. Đức Phật dạy tâm sanh ở đây chỉ nói hai phần, tâm sanh và tưởng đắc. Thì trong tâm sanh và tưởng đắc này, thì tâm sanh có cái tham, cái sân và cái si, nhưng mà si không được dẫn chứng tại vì nó thuộc về cái phần ý, đi sâu vào cái phần, đây là phần dục giới của mình. Bậc mình tu tập để quân tập thiện pháp, thì cái tham cái sân này khi một cái tâm sanh thì nó sẽ phát sanh hai cái điều đó, mình phải phòng hộ. Thì nhãn nhĩ tỷ thiệt mình nhận thức khi mà những cái tâm cố nhân đó là do nghiệp quá khứ của mình, thì tôi cùng quý vị làm những bất thiện pháp, có những cái ấn tượng, có những cái nghiệp đối với từng cái cảnh trong quá khứ, ngày hôm qua hay là lâu rồi, thì bây giờ mình bắt cảnh lại thì mình thấy đó là cái tâm vô nhân đó, mình thấy đó thì nó chỉ có cái cảm thọ lạc bất lạc hay là khổ bất lạc bất khổ, thì đó là do cái nghiệp trong quá khứ. Thì khi mình thấy lại thì đương nhiên mình không có dừng lại được, thì tâm sanh. Mình thấy cái điều này trong quá khứ mình không thích, mình có ấn tượng một ai đó, mình nghe, mình thấy, mình đụng, mình ăn, mình nếm, mình suy nghĩ tới, thì đương nhiên mình thấy khó chịu, thì tâm sanh. Thì chỗ này là mình phòng hộ, mình không có phòng hộ kịp luôn, nó sẽ trôi chảy ra một cái thời gian vài phút, và sau khi mình làm thì ý thức giới mình đã nhận thức rõ ràng đây là cái tâm tham ái đưa đến đôi khi sân hận, rồi có ý hại, ý niệm. Thì cái ý thức giới này, thì cái thức này mình đã tạo nghiệp trong cái thức, mặc dầu mình chưa làm mắng chửi hay là hành động những cái điều để tác hại, những cái điều mình thấy mình không hài lòng, không hành động, nhưng mà nó tạo ra một cái nghiệp mới. Nó bảy sắc na tâm, cái sắc na đầu tiên á, nó có cái ý niệm là tôi không thích, thì dầu mình không làm, nhưng ngày tháng hay ngày sau, những giây phút sau, cái ý thức nó trở thành, nó là cái tâm quan sát bất thiện hay là thiện, tùy theo cái thức mình, cái sự nắm bắt của mình. Thì nó tiếp tục như vậy nữa thì nó sẽ phát sinh ra một cái hành động liền, là mình nhận cái quả đó, mình sẽ hành động kế tiếp, mình sẽ trả đũa. Thì qua cái tâm tham trong sân, mình có thể hành bằng cái miệng, cái thân, trước là cái ý rồi, thì bây giờ nếu mình không hộ trì nữa thì đương nhiên mình sẽ tiếp tục để tạo nghiệp nữa. Cho nên khi mình học những bài kinh này, mình đi từng những cái văn tự của Đức Phật dạy đó, thì sanh tâm là tại vì cái nghiệp quá khứ do ba cái cảm thọ mình sanh tâm, thì cái tâm này nó sanh ra tham, nó sân, nó hại ý, hại niệm, rồi nó câu hữu với tưởng, là tại vì cái tâm của người đó tham, tâm người đó sân, thì nó tưởng câu hữu với tham sân, rồi nó tâm sân thì nó sẽ đưa lên ý hại, ý niệm, thì nó có việc làm như vậy. Cho nên những cái gì mà nó tăng trưởng cái bất thiện pháp thì ngài Sariputta giải rộng ra để mình đừng nên làm, mình phải ngăn chặn lại. Thì cái mục đích hộ trì các căn đó là ngăn ngừa những cái bất thiện pháp và tăng trưởng thiện pháp đó. Thì đây là những cái đoạn kinh quý vị được nghe nhiều lần, và hôm nay mình được nói chi tiết vào những cái văn tự và những cái tiến trình tâm như vậy đó. Thì tôi xin nhắc lại, quý vị không có thấy liền, nhưng mà
Tôi tin rằng quý vị biết là tại vì nó đã trải nghiệm qua rồi, mặc dù quý vị không biết ngay trong khi đối cảnh, nhưng khi về nhà quý vị thấy, quý vị biết, quý vị kỳ sau gặp người đó, gặp cảnh đó phòng hộ, thì quý vị đừng để cho bất thiện pháp tăng trưởng, mà về mình tư duy niệm thực, thức thực, xúc thực, để mình suy nghĩ lại những cái thực phẩm gì, vì sao gặp đối cảnh đó mình hành động có một cái điều tốt hơn để tăng trưởng thiện pháp. Đây là cái phương pháp phòng hộ các căn. Thì tôi xin dừng lại cái phòng hộ các căn này để mời quý vị đóng góp, quý vị trải nghiệm ra có phần gì khác biệt hơn sau khi tôi trình bày. Thì tôi mong rằng quý vị đóng góp, và mong Phật xin nhường lại tất cả quý vị. Dạ, xin mời quý vị ạ. Quý chị đóng góp thêm. Hôm mời chị Xuân Nga nói thêm về cái phần hộ trì các căn này cho nó trước khi bà con có chuẩn bị. Dạ, xin mời chị. Dạ, sa thú được nghe anh nhắc lại những cái bài pháp. Thì con đường mình đi thì em nghĩ là nó cũng chỉ như vậy, trong cái hộ trì các căn. Thì trong cái hộ trì các căn hay là những cái tiếp độ ăn uống hay là trong những cái pháp khác á, em thấy á, theo cái kinh nghiệm tập em thấy tất cả các pháp đó đều liên quan tới tứ diệu đế. Trong cái tứ diệu đế đó nó cũng có những cái thuộc về phần tục đế và những cái phần mà của những cái vị thánh giải thoát. Thì trong cái tứ diệu đế mà coi như là đơn giản đơn thuần ở trong cái cuộc sống mình, chẳng hạn như hộ trì các căn. Thì vì sao mình hộ trì các căn là khi mình mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân cảm xúc dần dần thì những cái phiền não nó khởi lên. Trong cái phiền não đó nó khởi lên, tức là cái khổ nó hiện hữu. Cái phiền não nào nó khởi lên nó cũng đều có đem cái khổ đau hiện hữu hết. Thì đó là nói những bạn nhau mình thôi, không có nói tới những tứ diệu đế mà gọi là những cái chánh kiến kiến mà đã thấy cái đạo rồi. Thì một cái hiện hữu của cái khổ đó thì bao giờ nếu mà mình dừng lại mình nhìn rõ, suy xét qua quán xét lại thì nó được có nguyên nhân à, thì cái đó cũng là một cái tập khởi của cái khổ à, khi mà thấy được cái khổ hiện diện nó thô thiển như vậy, thì thấy nguyên nhân nó đã đưa tới cái khổ. Thì trong này Đức Phật nói coi như là tổng quát là cái tham ái, cho dù mình che đậy tham ái nó trói buộc. Nhưng mà thí dụ như mình không có đi vào những cái danh từ về những cái điều mà về cái chuyên về Phật học, thì mình thấy những cái phiền não nặng quá lên nó đều có cái nguyên nhân hết. Thì nguyên nhân đó nếu mà mình nhìn ra được thì nếu mà nó những cái nguyên nhân thô mình nhìn ra được, nguyên nhân tế thì mình chưa có, nếu mà chưa có đi sâu vào để thấy tập vị nhân duyên hay là thấy cái tham ái duyên tế, thì mình cứ nhìn thấy cái nguyên nhân mà gần nhất đó. Thì khi mà mình diệt cái nguyên nhân đó thì đương nhiên là mình sẽ tránh được cái phiền não đó, hay là mình không bị cái phiền não đó nữa đó. Thì cái con đường mà mình tu tập thì đương nhiên lúc nào cũng có giới định tuệ, thì nó đi sâu vào trong cái gọi là cái sự tu tập đã thuần thục. Còn nếu mà mình chưa có thuần thục nhiều thì khi mình diệt cái được cái nhân đó, hay mình tránh cái nhân đó, thì trong những cái hình thức mà tránh hay là diệt cái nhân đó thì có cái hộ trì các căn thì lúc nào nó cũng liên quan với nhau. Trong cái tứ diệu đế ở đâu trong cái cuộc sống này nó đều có liên quan thôi. Cái tứ diệu đế hãy khi nào mà có khổ thì nó có đều có cái nhân sanh nó hết. Và khi nào thấy được cái nhân đó và diệt cái nhân đó thì chấm dứt cái khổ ở chỗ đó, khổ của cái đó thôi, không phải là khổ hết, chấm dứt hết khổ mà chấm dứt cái khổ đó. Thì một người có tu tập thì dùng thế giới cái sự bình tĩnh của mình, định tĩnh của mình với cái trí tuệ mà hiện hữu mà mình có được, mình do cái tu tập của mình mà có được, thì cũng tìm ra được cái nguyên nhân này để mình diệt đi. Ví dụ như chẳng hạn như mình và gặp một cái người
À, khi mình chơi với người đó mình thấy là nó làm cho mình dao động nhiều quá, không có nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm cho mình cái lỗ tai mình nó cũng nghe nhiều, rồi cái tai mình nó cũng thống theo. Ví dụ bài bác chế độ, ví dụ hay là họ nguyền rủa cái, nếu cái tâm họ sân họ nguyền rủa cái người này người kia, hay là một chế độ này chế độ nọ, mình nghe cái mình cũng bị ảnh hưởng theo, cái tâm mình nó cũng sân theo, cái tâm mình nó cũng cũng nếu mà dừng lại thấy được bộ mình không có được an tịnh, cái tâm mà một cái người mà có cái sự tu tập bao giờ cũng cũng bình bình thản an tịnh, mà bây giờ cái tâm mình nó do cái ảnh hưởng cái lời nói đó thành ra mình bị dao động, hoặc là mình đọc sách, mình đọc tin, đọc gì đó ví dụ như vậy, cái đó mình hộ trì các căn, không nghe nữa, không có tiếp xúc nhiều nữa, hoặc là lái qua cái chuyện khác, rồi con mắt mình không có đọc mấy cái tin đó nữa, để cho cái những sự sợ hãi, những sự bực bội, những cái sự khó chịu, những sự chống đối hay gì đó nó không phải là, tại vì những cái đó nó đều thuộc tham sân hay hoặc là tham tham, và cái người nó ở chỗ này bán rẻ chỗ kia lời hay gì đó, mình nghe cái tâm mình nó cũng có thể dao động. Thì tất cả những sự dao động ấy khô thiển đối với một cái người cư sĩ bình thường của mình đó, một cư sĩ ngoài đời á, thì cái đó mình học được các cảm cảnh nó lại thì cái đó nó sẽ được thì các cảm. Còn nếu như còn đi sâu vô đi tu tập về thiền, hay là mình có những cái trí tuệ sâu hơn nữa, thì mình nhận ra được những cái phiền não nó vi tế hơn, những cái phiền não mà nó làm cho mình dễ bị lạc vào cái gọi là cái tà kiến, hoặc là những cái phiền não nó đưa mình tới những chấp thủ, và tất cả những cái gì ta thuộc về cái chấp thủ đó nó đều đưa tới cái khổ đau, mặc dù cái đó là thiện hay mặc dù cái đó mình nhìn thấy như là tốt hay thiện, thì cái tùy theo trình độ của cái tâm nó nhìn nó sẽ thấy dần ra được nhiều cái như thế hơn. Thì em thấy trong tất cả những cái pháp mà được Phật dạy, dầu là cái pháp nào cũng liên quan tới cái khổ và cái sự diệt khổ đó. Diệt khổ không phải là mình diệt cái khổ nó hiện hữu, nó thì nó là cái quả nó mình diệt được, nhưng mà thấy được cái nhân của nó, bao giờ mình thấy được cái nhân thì là nó có liên hệ, thì em thấy nó đều có liên hệ với tứ diệu đế. Thì em đưa ra vậy, không biết anh Trịnh Đức hay là các bạn có nhận xét cái gì được không? Dạ sa thú thì dạ, còn nó cũng có nhiều phương pháp đó, thì một cái thì đi trực tiếp, một cái thì đi tổng thể đó, thì theo thích hợp mọi trường hợp á, nó mình nhận thức đều đều tu tập được hết đó, thì nói chung là cái mình làm sao mình tăng trưởng được cái thiện pháp đó, thì nó có nhiều phương pháp, thì như mình học rồi 7 phương pháp để đoạn tận cái phiền não đó, rồi những cái phương pháp mình nhìn thấy tâm trực tiếp đó, hay là chánh né gì đó, thì cái điều đó quý vị cũng biết rồi đó, thì bây giờ xin mời quý vị nào khác đóng góp thêm cái phần này, mời quý vị. Dạ, nếu không thì tôi cũng xin nói lại cái phần của chị Sinh Nga trình bày đó, thì sự thật ra mình muốn hộ trì các căn á, không phải là ai cũng hộ trì được à, nó cũng phải có một cái giai đoạn chuẩn bị trước hộ trì á, thì khi mình muốn gìn giữ đừng cho bị nó xúc phạm hay bị tổn hại, thì mình có những cái phương pháp dự bị trước ở xa và ở gần à, thì ở xa thì mình phải có chuẩn bị những cái chùa xứ à, những cái nơi để mình an toàn, những người à, những bạn à, nó thích hợp trong cuộc sống của mình, đó là những cái thời tiết ở bên ngoài à, những cái phương tiện bên ngoài, thì Đức Phật dạy trong cái bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa, thì Đức Phật cũng dạy về giới hạnh đó, thì mình phải giữ giới à, tức là mình phải có tàm quý, mình biết được cái điều này thiện bất thiện. Đây là những cái điều phẩm phẩm giới rồi á, là mình phải dùng cái giới để mình gìn giữ được cái thân cầu ý.
thì mình làm được như vậy tức là mình cũng thực hành một phần nào liên hệ hồi trì. Nhưng mà đây là những cái điều lực để mình phải nắm làm căn bản và luôn luôn sống là chánh mạng, thì mình có làm được điều đó thì mình hộ trì các căn. Chứ quý vị mà như tôi muốn, người bình thường họ hộ trì các căn làm sao họ biết là cái điều thiện, điều bất thiện, điều nên làm hay không nên làm, điều này tổn hại người hay tổn hại mình hay tổn hại người khác, thì làm sao họ họ biết được. Cho nên ít nhất họ phải biết cái luật, những cái điều kiện và những cái nào là sống sống cuộc đời là chánh mạng chút đó. Thì mình biết được điều đó thì mình mới có thể hộ trì các căn. Cho nên có cái chuẩn bị và cái thực hành đó, hộ trì các căn khi mà đối cảnh thì mình cũng phải có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Nó bao gồm nhiều cái để mình, không phải là nói hộ trì cái là mình biết liền đâu, mình đâu có biết thiện pháp hay bất thiện. Đó, thì ta làm sao mình vậy thì người đời, tôi không có, tôi làm việc theo lương lương tâm của tôi, thì lương tâm của người đó và lương tâm một người tu tập hay lương tâm một người tu tập thường thục thì nó hoàn toàn nó có một sai biệt rất là lớn. Thì tôi nghĩ rằng tới đây thì tôi chỉ nói thêm cái phần hộ trì các căn á, để nhắc lại quý vị cùng cái bài kinh Đại Kinh Sấm Ngựa đó, có những cái chi phần trước là làm sao mình phải có tàm quý khi mình biết điều đó xấu hổ mình không nên làm, và sợ hãi những cái điều nếu mình vi phạm, làm cố giữ gìn sao thân khẩu ý thanh tịnh, nhất là cái đời sống nó thuộc về chánh mạng của mình. Đó, thì mình hộ trì các căn mới có kết quả hơn. Thì bây giờ đi tới cái phần tiết độ ăn uống, à, xin mời chị Thanh Sương đọc cái phần tiết học tiết độ ăn uống đó chị Sinh Tư. Dạ, xin mời chị. Dạ, mô Phật. Dạ được rồi chị. dạ 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 ngừng lại chị. Dạ, cái phần highlight á, thì đây là phần cái tôi tạm giải thích theo cái ý của mình thôi. Thì dạ, sa thú thì đây là cái vấn đề mình được bàn cãi nhiều lắm, tranh luận nhiều, mình nói dùng danh từ tranh luận thì nó cũng hơi quá đáng, đúng ra mình không nên dùng, nhưng mà có những cái điều này đưa lên thì nói về chay mặn kia, nhưng mà sự thật á, Đức Phật dạy á, thì trong cái phần trang số 3 đó thì quý vị sẽ thấy đây là cái lời văn trong kinh Trung Bộ. Cũng một lần nữa tôi thường thường đúng là dùng những cái tài liệu mình tu tập trước rồi để quý vị nhận thấy rằng, để mình thấy mình đã có biết trước thì nhưng mình không có để ý, hoặc là mình không để ý văn tự những cái phần này Đức Phật dạy đã nhiều nơi chứ không phải một chỗ. Thì Đức Phật dạy đây là cái bản văn chính trong cái bài kinh Ramayana. Thì cái vị này á, một cái vị Bà La Môn á, thì tán thán cái vị này, bởi vì một cái vị Bà La Môn khác đó là không có kính nể Đức Phật, cho nên ngài dạy Thế Tôn á, như thế này: Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ tám đức tánh. Đây là tám đức tánh, nhưng thông thường mình nghe các vị tông túc dạy có năm, nhưng mà tôi đọc lại này kỹ thì Đức Phật dạy là tám đức tánh. Không phải để vui đùa là một, không phải để đam mê là hai, không phải để trang sức là ba, không phải để tự làm đẹp mình là bốn, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng để khỏi bị thương hại là năm.
để hỗ trợ phạm hạnh là 6, nghĩ rằng như vậy diệt trừ các cảm thọ cũ không cho khởi sanh cảm thọ mới là 7, ta sẽ không lỗi lầm sống được an ổn, tức là dùng thực phẩm không có lỗi lầm. Thì qua cái này quý vị biết là Đức Phật khi Ngài thọ thực có đầy đủ 8 đức tánh như vậy. Thì bây giờ đây là tôi chỉ nói riêng về Phật tử thôi nha. Tôi nhìn thấy tôi cũng nhiều khi đúng ra mình không có dám nói, nhưng mà mình thấy nó cũng không nói thì không được, nói rồi cũng bỏ qua. Thì quý vị chấp hành được hay không là tùy theo quý vị. Tôi thấy trên Facebook có những buổi lễ trai tăng hay có những buổi cầu siêu cầu an gì đó, thì Phật tử có thành kính với chư tôn đức dùng những thực phẩm không biết chay mặn gì, tôi không biết, cả chay cả mặn không biết. Tôi nói hai trường hợp đầy đủ đồ ăn các bàn vậy đó, mà một hai vị sư hai vị thầy, thì tôi so sánh bài kinh này cái này đó, mấy thầy đâu có thể từ chối được. Thì Phật tử cúng cái gì thì dâng lên cái gì thì mấy thầy hưởng, nhưng tôi biết rằng mấy thầy ăn chỉ thương cái chút chút, có nhiều vậy tôi gần mấy thầy chỉ nói vậy thôi. Giờ người ta nói người ta cúng dường thì mình ăn phải cho nó ấy thôi, nhưng mà làm sao ăn hết. Thì tôi nói này tôi cũng tâm sự với quý vị, mấy Phật tử có sức bát, có những ngày đại lễ lớn quý vị giới hạn thực phẩm. Quý vị nhìn, tôi nhìn thấy trên YouTube một bàn trải dài ra thực phẩm mà hai ba vị thầy hai ba vị sư, thì tôi thấy nó, nếu mà đọc lại bản nhân tự này tôi thấy là đây là cái phần Phật tử mình có trách nhiệm. Còn trách nhiệm thì tôi chỉ nói vậy thôi. Thì sự thật ra tiết độ ăn uống này á là đối với thời xưa, còn thời bây giờ thì mấy thầy chỗ nào cũng có đồ thực phẩm hết, cũng có thực phẩm ăn hết. Thì để quý vị biết rằng cái ăn uống không phải để mấy thầy thì không có vấn đề mà về vui đùa đam mê cái này kia hết, nhưng mà những cái này đó, nó làm cho thành một cái thói quen, thói quen của Phật tử chứ không phải nói với thầy, muốn show off, muốn chứng tỏ rằng tôi thành kính, tôi có cái gì đặc biệt không có người. Tôi chỉ nói riêng với mấy vị Phật tử thôi. Thì tôi chỉ nói, tôi xin lỗi nếu quý vị thấy rằng có cái sự đụng chạm, cái sự xúc phạm thì tôi cũng xin lỗi. Nhưng mà nói chung bản văn tự này thì mình nên giới hạn những phần đó. Mình chỉ cúng dường thay phiên người này người kia cúng sắc bát, làm phần sự chia phước điều hết, không nên làm những cái gì nó nhiều quá mấy thầy đâu có ăn. Thì tôi xin dừng lại. Thì riêng về cá nhân mình ăn uống cũng vậy, từ đơn giản mình biết thôi, mình biết thôi, mình đừng có dính mắc về những cái phần ăn uống. Thì tôi xin dừng lại phần này để mời quý vị đóng góp thêm. Dạ, mô Phật, xin mời quý vị. Dạ, cho em đóng góp trước. Dạ, dạ, xin mời chị. Dạ, dạ. Thì cái này thì nó liên quan tới chuyện này, liên quan chuyện khác, nhưng mà nó cũng là trong cái tư duy của mình, trong cái sự hiểu biết về cái Phật học của mình đó, thì em cũng sẽ được chia sẻ thêm. Thì có một cái câu hỏi là bây giờ bố thí giữa một cái gì thánh tăng và một người ăn mày, thì đương nhiên ai cũng biết là bố thí cho cái người thánh nhân là bao giờ cũng phước báo nhiều gấp trăm ngàn lần tới với một cái người ăn mày mà không có giới hạn gì hết. Thì như vậy, nhưng mà cái người ăn mày hụt hủ quá thì mình còn cái người cái gì thánh nhân đó, mình cho là thánh nhân hay là Phật giới hạnh đi, thì họ cũng đầy đủ. Thì như vậy mình nên bố thí cho ai? Thì có một cái câu hỏi như vậy thì cũng nhiều người trả lời, và nhiều người cũng có một câu hỏi đó, mình rất là nhiều người trả lời khác nhau, không có giống. Nhưng mà nếu mà trường hợp của Sư Nga thì Sư Nga cũng nói rằng là đối với một cái người mà tu tập có phạm hạnh thì mình nên
luôn luôn đặt cái phần gọi là trước những cái sự bố thí của người khác. Nhưng nếu trong trường hợp mà một người ăn, một người không có giới hạnh mà họ đối hộ, và một người có giới hạnh mà đầy đủ, thì Sư Nga sẽ giúp cho cái người đối hộ trước. Tại vì những cái khi mà mình dâng cúng, mình hộ trì cho Chư Tăng, để cho những người tu, để cho những gì đó thành tựu, có thức ăn để sống, để an vui, an ổn, sống mọi ngày đi tu tập. Còn nếu mà mình dâng nhiều quá, dâng phí quá như anh Tịnh Đức nói đó, thì nó cũng không có ích lợi gì. Mặc dầu là mình nghĩ là mình đưa nha, mình dâng như vậy là mình có phước phải không? Chị đã thọ nhận, mặc dầu không ăn nhưng mình vẫn thọ nhận, thì mình vẫn có phước. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ mình có một cái bữa ăn, thì mình sẽ cho cái người đối khổ mà họ không có đi học được. Tại vì ở nơi đây nó còn tùy thuộc vào trong một cái tâm đó là tâm từ bi, thương xót cái người, với lại những cái người khổ. Chứ ở đây nó không có cái đánh giá giữa phước có nhiều hay phước ít. Ví dụ mình có cúng dường mà phước nhiều bao nhiêu rồi tới chừng đi tu cũng bỏ hết, thì mấy vị mà đi tu cũng bỏ hết, thì mấy vị đó nó sống cuộc đời gọi là tỳ kheo ăn xin, thì như vậy là phải mấy vị đó không có phước, hay là mình cũng không có cần những cái phước đó, mà mình chỉ phát triển cái tâm từ thôi. Còn cái gì mà nó quá dư thừa để đem bỏ, đem mà mình thấy đã đầy đủ rồi, thì Xuân Hạ thì cũng theo lý như anh Đức Đức là Xuân Hạ không có cúng ở những cái chỗ đó, chỉ có hỗ trợ cho những nơi nào thật sự cần và thiếu thốn. Dạ, dạ sa thú. Thì quý vị đóng góp thêm phần ý kiến của chị Sinh Nga rất là hay. Câu hỏi đó là mình nếu mà có thì giờ, nhất là buổi sinh hoạt, có câu hỏi đó để mình cùng chia sẻ. Xin mời quý vị. Dạ, mời chị. Dạ, mời chị. Dạ, nếu mà mình muốn thấy, nếu như chị Sinh Nga nói gì là đúng, nhưng mà nếu mình có tâm, mình nghĩ là mình bố thí, mình sẽ lấy những gì mình tu có giới hạnh. Mà mình nghĩ như vậy là tức là cái tâm mình nó có cái sự phân biệt, rồi mình nghĩ là mình bố thí cho những người đó thì được cái phước, vậy thì mình cũng có đâu có đúng. Thì mình chỉ nhìn nhiều khía cạnh trong cái lúc đó, cái tâm mình thấy cái tâm mình ở mình nên bố thí, những người nào cần phải bố thí. Còn trong lúc này những người mà có giới hạnh mà ta có đầy đủ thì mình không bố thí, người ta cũng có dư giả. Thì trong khi mình bố thí cho người mà nghèo khổ đang đói, người ta đang đói, thì nhưng mà khi mình bố thí mình không có cái sự phân biệt, người ta mình có sự phân biệt, mình chỉ thấy tội nghiệp hay cái gì đó là người ta đang đói, mình cứ tâm mình khâu lên tội nghiệp mình bố thí thôi, chứ không mình có cái phân biệt mà được phước nhiều phước ít như thế. Theo như sư chân hiểu như vậy đó. Dạ sa thú. Mời quý vị đóng góp thêm. Thì sự thật cái điều này đó thì nó cũng liên hệ đến cái phần cái sự tu tập của mình, và nó cũng liên hệ đến cái phần cái tâm thiện mà hợp trí. Thì cái đó là do cái sự tu tập thôi, thì quý vị cũng nên biết. Mình chỉ đưa lên và để mình có một cái nhìn tự thân mình nhìn thấy. Thì tôi qua sự trình bày của hai vị đó, thì cái thứ nhất đó, tôi đồng ý với chị Sinh Nga cái nơi điểm đó, là khi mình làm một cái hành động giàu một cái bố thí, mình không có nghĩ rằng nó sẽ đem đến cái sự gì, mà mình cái kết quả như thế nào. Nhưng ít nhất mình phải nhìn cái quan điểm thực tế là cái sự cần thiết, cái sự cấp bách. Chẳng hạn như cái người đang hỏa hoạn, đang tai nạn, thì lúc đó cái người đang nguy hiểm, mình đúng như nhân viên thì mình giúp. Còn nếu trong trường hợp hai người nó cũng đồng một cái sự cần thiết như vậy, nhưng mình nhìn thấy người này có đức hạnh, thì mình phải giúp đỡ cái người có đức hạnh trước. Thì mình chỉ nhìn thấy một cách đơn giản vậy thôi. Thì nếu những hành động này mình không có câu hữu với tâm thầm,
đau hữu với tâm sân. Chẳng hạn như một cái người đáng cần thiết để giúp, nhưng mà người này có cái ấn tượng, cái tâm sân hận của mình để trả thù. Những hành động này có câu hữu tâm tham tâm sân, thì cái việc mà hành động giúp đó nó cũng không có kết quả như như 100%. Thì tôi chỉ nhận xét thật, nhận xét đơn giản là thứ nhất là mình tâm mình một cái hành động đừng có câu hữu tâm tham tâm sân. Cái thứ hai mình nhìn thấy sự cần thiết, mà nếu sự cần thiết này có gặp trong cái đối cảnh đó, hai người đều cần thiết hết, thì mình phải nhìn tới một cái bước nữa là cái người có đức hạnh. Thì đây là những cái phương pháp mà người đời họ họ sử dụng, họ áp dụng để giải quyết vấn đề. Thì đi qua quan tòa, quan tòa cũng xử gì tôi có hợp tình hợp lý, đúng theo như vậy thì để giải quyết vấn đề. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì nói chung lại đó, thì mình khi quý vị cũng dường sớt bát bố thí, thì quý vị cũng nhìn một chút xíu, nhất là vấn đề tu đương, mình đang trình bày vấn đề ăn uống á, quý vị giới hạn lại, thay vì quý vị có những cái bấy lâu nay mình làm điều này, thì mình giới hạn bớt lại, để dành thời giờ mình tu tập, để dành thời giờ, nhất là tôi nói sẵn đây, nói chung là vấn đề nghi thức, mình bây giờ vướng mắc vào nghi thức quá nhiều, thành thử giới hạn cái sự tu tập mình lắm. Thì tôi xin khóa lại cái phần này, không có nói thêm nữa. Giờ thì nếu quý vị không có đóng góp thêm cái phần tiết chế ăn uống này, thì mình đi tới cái phần chú tâm cảnh giác. Giờ mời quý vị, mời Hạ Sơn, Chu Quang, Thu Nguyễn, chị Kim Xuyến. Giờ mời chị, giờ mời chị nói lớn lên chút chị. Dạ thưa các bạn ạ, theo như em nghĩ thì nếu mà nói về cái tâm tham thật sự thì cũng rất là khó, tại vì tất cả cặp mắt mình nhìn vào á thì ai cũng nhìn vô thì phần đông là cứ thấy ông sư này ổng tu chân thánh lắm, mình phải cúng dường cho ổng, mình cứ đổ xô vào một người nào đó, thì có những cái tu dược nào đó thì chưa tăng rất là eo hút, không có tự phẩm, không có gì hết, thì tại là người ta lại không thích như vậy, người ta lại theo những cái gì mà người phần đông người ta đi muốn đi theo. Chẳng hạn như bây giờ thấy một cái vị sư đó là một vị trụ trì rất là chân chánh, thì cái vị đó lại được dân nhiều thức ăn lắm, dân thật sự rất là nhiều, còn có một cái vị mà ngồi bên kia thì cái vị nó lại không có được bao nhiêu thức ăn hết. Thì anh nghĩ, tôi nghĩ đây là cái tâm, tất cả đều là cái tâm tham của chúng sinh. Tại sao? Tại vì mình cứ nghĩ là mình dâng cho cái ông này thì sẽ có phước hơn là mình dâng cho cái ông bên đây. Đừng có nói chi tới người ăn mài, mà nói luôn cả chư tăng cũng vậy, nó cũng rất là phân biệt. Thì ở Việt Nam là nó rõ ràng luôn, nên á đôi khi tôi thấy vậy, nên tôi hầu như là phần đông tôi hay về những vùng sâu vùng xa, dù biết là chư tăng tu các ngài tu không có đúng đúng theo cái lời Phật dạy, nhưng mà quý sư cũng dẫn đắc y dẫn đồ, mà mình cũng vẫn muốn để mà hộ cho các vị đó, để các vị đó có một chút ít cái gì đó để mà dùng. Nhưng mà phần đông là tôi thấy là như vậy, cứ mình cũng nói là thôi các vị ơi, ở dưới miền Tây người ta khó khăn lắm, các vị có thể nào chia sớt bớt không, hay là mình hùng phước gì không, thì quý vị đó lại lơ làm lơ đi. Thầy dễ nói trời ơi, mình phải làm phước chỗ nào nên làm, chứ mình đâu phải mình phải lựa miếng đất mình phải gieo trồng, cái đâu có tự nhiên là đem đi chuyển chỗ miếng đất cằn cỗi. Tại vì cái tâm của họ không có nghĩ, mà chỉ họ chỉ nghĩ đến cái trước mắt, cái lòng tham của họ thôi. Có nghĩa là họ nghĩ làm phước cho ông sư này có phước nhiều hơn, làm phước cho người khác có phước ít hơn. Thì là bây giờ muốn tiết chế được cái tham thì dĩ nhiên là mình phải dùng cái từ bi thôi. Mình phải dùng lên cái tâm, mình phải có cái tâm từ bi để mà mình thương xót hết tất cả. Chứ nếu mình cứ nhìn vào một cái điểm nào
luôn cả bây giờ Phật tử ở bên Việt Nam cũng vậy, đi tới chùa đó thì chư tăng đang làm lễ thì cứ sợ mất phần của mình ăn đi, nhào vô rồi đó mà cứ mà ăn trước chư tăng luôn. Đôi khi mình thấy mình cũng mắc cười, nhưng mà thôi bây giờ bây giờ chúng sinh mà thì làm sao bây giờ, thì thôi bây giờ nếu mà mình cố gắng mình hộ trì cho các mình được lúc nào thì mình cũng gắng cố gắng mà gìn giữ thôi. Dạ anh xin hết ạ. Dạ dạ sa thú, dạ sa thú. Quý vị có đóng góp thêm phần này không? Dạ ta cũng có một chút ý kiến chung. Dạ xin mời. Dạ. Dạ. Con thì con cũng thấy nó cái này tức là mình gieo như nào thì mình được quả nó không? Mình ví dụ như là có những vị sư rất là đáng kính, là cái dụng phước rất tốt, mà mình cũng tranh nhau để mình đến mình cúng dường ấy, ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là trong lúc mà mình làm như thế, cái tâm mình nó đã có tham rồi. Và như thế là cái phước đức của mình nó cũng ở cái giới hạn, ở cái mức độ là cái vi nhỏ bé thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà ví dụ như là một cái người ăn xin, họ không có giới đức gì, nhưng mà ví dụ như là họ thực sự là đói khổ, nhưng mà chị Xuân Na nói là mình mở lòng mình bố thí, thì cái tâm của mình rõ ràng lúc đó nó không có một cái hướng về cái vấn đề tham. Thế cho nên cái lúc đó là nhân, cái nhân của cái tâm vô tham ấy cũng sẽ cho cái phước đức sau này là vô tham, và cái quả của nó thì cũng lớn. Chứ con cũng không nghĩ rằng là cứ là cái ruộng nó tốt thì mới là tốt, bởi vì cái ruộng tốt còn có cái hạt giống tốt nữa, mà cái hạt giống tốt ấy chính là cái tâm của mình. Thế thì một đằng là ruộng tốt hạt giống không tốt, một đằng là ruộng không tốt nhưng hạt giống lại tốt, thế thì nó cũng có cái phần rất là rõ ràng như thế. Thì con nghĩ trường hợp nào cũng được thôi. Cái việc này thì con thấy là trong kinh ấy, hình như là có con nói như thế này, ngay trong các vị đệ tử của Phật ấy, ví dụ như này Ca Diếp ấy, hình như là ngài để hay chọn đến những nhà nghèo để họ để ngài đứng đó đó để chờ xếp bát, bởi vì ngài nói rằng là những nhà nghèo ấy, thì chính vì đời trước kiếp trước ấy, là họ không có bố thí, đến đời nay là ngài tạo điều kiện để cho những nhà nghèo người nghèo họ bố thí để họ được cái phước đức. Thế còn hình như có một cái vị nào nữa lại chọn những nhà giàu để đến để các vị xếp bát, và ngài cũng lý luận rằng là bởi vì nhà nghèo thì không có cái gì để xuất cả có tội cho họ, thì đến nhà giàu thì dễ dàng hơn. Con thấy nó cũng có những kiểu như thế, thì con cũng xin có cái thêm là con xin hết ạ. Dạ sa thú. Thì những cái câu chuyện đó thì để thì quý vị nên biết rằng những cái pháp thực hiện và những hành động thực hiện đó để cho mình nhìn thấy nó có mục đích khác nhau hết. Nhưng mà đó những cái vị đó thì mình không có thể làm được như mấy vị đó, cho nên có cái bình thường ngay trong cuộc sống của mình đó thì mình nhìn thấy, thì để tôi trình bày cái khía cạnh cái tôi thường làm á. Tôi nhìn thứ nhất là cái cần thiết, cái thứ hai đương nhiên là nếu cần thiết mà có đức hạnh thì tôi sự thật là không bao giờ nghĩ tới những người có đức hạnh nhiều để mà tôi bố thí đâu, không có, tôi không có, là tại vì tôi biết rằng là chính những vị này luôn luôn có nhiều người hầu hòa giúp đỡ bố thí, thì tôi chỉ nhìn những cái người bình thường thôi, ai cần thiết tôi giúp. Cái thứ hai, nếu mà sự cần thiết này có người đức hạnh, người bình thường thôi chứ không phải chư tăng đó, mà người này có đạo đức, có người làm lợi lạc cho nhiều người, thì đương nhiên tôi nhìn tôi sẽ có cái sự đóng góp, cái sự giúp đỡ người này. Thì cái điều quan trọng hồi nãy mình nói là đừng có bao giờ nắm bắt cái câu hữu, cái tâm tham, tâm sân. Còn một đặc điểm là tôi, đặc điểm cái này tôi chia sẻ với vị, tôi bao giờ khi mà tôi bố thí, tôi giúp ai đó, tôi nhìn cái sự an vui, hạnh phúc. Tôi biết rằng nếu tôi cho cái người này được an vui, hạnh phúc, là tôi chấp nhận tôi làm. Dù một người nào ăn xin ngoài đường, tôi thường thường là tôi cho bố thí ở ngoài, ăn xin ngoài đường không à. Tôi chạy xe đi góc đường nào ở Mỹ, tôi có bao nhiêu bạc cát nhỏ hay giấy tờ, nhiều khi không có, là tôi cũng phải móc $20 tôi cũng cho người ta đó, là tại vì không có. Mà tôi thấy sự cần thiết, mà nếu mình cho cái đồng tiền này, tôi không nghĩ rằng tôi được phước, mà tôi nhìn cái tâm này, nếu người này được, chẳng hạn như một cái người ăn mày, ăn xin,
nếu tôi cho một cái đồng tiền này, họ sẽ có một bữa ăn rất là ngon, ăn vui hạnh phúc trong ngày đó. Tôi chỉ nhận thấy vậy thôi. Đó là cái phương pháp bố thí của tôi là gì. Đó, chẳng hạn như ở đây có trong cái trường hợp mà bây giờ người ta cứu đói cho mấy người già nó thỉnh thoảng này kia, là tôi tới mấy cái chỗ người ta thấy người ta vậy đó, tôi cho là một cái. Thứ hai là trong những cái hội từ thiện đó, tôi cũng gửi hàng tháng đó, hay 2-3 tháng gửi một cái số tiền cho họ làm. Tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ có cái phần cái lợi lạc gì hết. Tôi chỉ gửi cho cái hội thì họ làm gì làm thôi. Tôi chỉ có đơn giản là chỉ nhìn thấy được rồi những cái người đó họ gửi giấy tờ cho tôi, họ thấy một cái số tiền này sẽ giúp được 2-3 gia đình, tôi thấy thì được rồi, tôi không có nghĩ gì hết. Thì tôi thấy nghĩ rằng không, bây giờ cái việc mà cái tiết chế ăn uống này đó mình tạm đủ. Bây giờ mình đi tới cái phần chú tâm cảnh giác. Dạ, xin mời chị Xuân Nga đọc, chị Thanh Xuân đọc, xin lỗi, dạ, chị Thanh Xuân đọc cái chú tâm cảnh giác. Chị Thanh Xuân, dạ. Chú tâm cảnh giác, tỳ kheo ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi gột sạch tâm khỏi các trường cái, ban đêm trong canh một trong khi đi kinh hành và ngồi gột ta lột sạch tâm khỏi các truyền cái, ban đêm con canh giữa nằm xuống như con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác tác ý tưởng thức dậy. Ban đêm trong canh cuối sau khi thức dậy, trong khi đi kinh hành và ngồi gột sạch tâm khỏi các truyền cái. Như vậy này các tỳ kheo chú tâm cảnh giác. Mục đích chú tâm cảnh giác cả oai nghi để gột sạch tâm khỏi các truyền cái. Vị ấy từ bỏ tham ái, từ bỏ sân hận, từ bỏ hôn trầm, thụy miên, từ bỏ trạo cử, hối quá, từ bỏ nghi ngờ, không phân vân, lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Dạ, dạ, được rồi chị. Dạ, dạ. Thì dạ. Cái phần dưới đó là nói liên hệ với năm truyền cái. Thì ở trên chỉ nói năm truyền cái thôi, nhưng mà ở dưới này thì trong kinh Đại Đại Kinh Sáu Ngựa có nói rõ. Thì cái phần chú tâm cảnh giác chỉ nói gọn là bất cứ ban ngày hay ban đêm đi kinh hành hay là nằm ngủ, tất cả tâm á, thì bao giờ cũng hướng đến gột sạch tất cả những cái truyền cái, chỉ nói gọn vậy thôi. À, thì nhưng mà trong kinh Đại Kinh Tứ Niệm Xứ được chia ra cái 2 phần, chú tâm cảnh giác và chánh niệm tỉnh giác để mục đích đoạn trừ phiền não. À, thì mình đi kinh hành hay mình quay nghi chính và quay nghi phụ để mình chánh niệm tỉnh giác vào những cái việc mình làm, thì tâm mình không bị chi phối những cái cảnh. Thì hôm trước mình cũng có trình bày vấn đề chú tâm tỉnh giác để mình nhìn lại, hay là mình ngồi thiền đặt niệm vào đề mục. Thì những cái đề mục này hay là những cái gì chú tâm tỉnh giác vào cái hành động mình làm là những cái cảnh, năm căn mình đang bắt những cái cảnh đó, cái cảnh nó không có liên hệ đến tham dục nhiều, hình như là không có, chẳng hạn nghĩ hơi thở giật bước đi thì chẳng có cái gì nó liên hệ đến tham dục, nhưng mình nghĩ tới hay là mình nhìn tới những cái ngoài cảnh bên đời, ở ngoài đời thì nó dễ dính mắc vào cái sự tham dục. Cho nên chú tâm hay là chánh niệm tỉnh giác thì sự thật ra mình nhìn vào bên trong nhiều, nhìn vào những cái đối cảnh mà nó ít phát sinh cái phiền não. Thì những cái điều đó đó tức là mình đang tập làm, không có phi thời gian phóng dật để cho những cái điều kiện phát sinh
cái phiền não vào, thì đương nhiên mình gột sạch những triền cái gồm có hôn trầm thị miên sân hận tham dục hay là chảo hối, nhất là cái nghi ngờ. Thì đây là những cái điều mà mình đã huân tập và hiểu thì không còn lạ gì hết. Nhưng mà có cái điều mình cũng xin được nhắc lại, thì mình cũng đã có tham khảo qua những cái bài kinh Trung Bộ á, thì nói về cách mà mình tu tập để điều hành, để điều chỉnh cái tâm mình đó. Thì lý do tại sao mình chú tâm tỉnh giác là tại vì mình nhìn vào bên trong, nhìn vào những cái cảnh này nó không tác động với cái lòng tham dục của mình. Thì đương nhiên tham có sân và có si, thì đây là cái lợi điểm. Thay vì một ngày mình hoạt động chỉ có 8 giờ ngủ, còn 16 giờ mình sinh hoạt, mình tư duy suy nghĩ, thì một vị tỳ kheo kinh hành chánh niệm tỉnh giác, tư duy chánh niệm tỉnh giác, nghĩ đến những cái thứ quay nghi và những cái quay nghi phụ, thì các ngài chỉ chú tâm vào những cái đề mục, những cái cảnh mà nó ít sanh ra cái phiền não. Còn người đời của mình đó thì tiếp cảnh hoàn toàn là dính mắc vào cái cuộc sống ở đời này, thì đương nhiên mình thấy nó có sự sai biệt rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình tu tập, mình hàng cư sĩ, mình không có thể làm được như vậy. Mình có gia đình, mình phải đi sinh nhai, thì trong những cái thời gian sinh nhai nó có nhiều cái chỗ có nhiều cái chỗ để mình nhìn vào những cái cảnh mà mình có thể áp dụng được chánh niệm tỉnh giác. Thì đây là cái sự thật, mình có thể mình làm được một phần nào. Nhưng mà cái ý trong cái bài kinh này nói như vậy để mình biết rằng cái chánh niệm tỉnh giác là mình phải có những cái chuẩn bị và phải có cái sự để ý thật sự. Mình muốn gột sạch những cái phiền não thì mình phải làm như vậy, đừng để những cái thời gian trôi qua mà mình để cho ngoại cảnh nó chi phối mình, dễ bị lôi kéo. Thì bài kinh này thì sự thật ra ở phần dưới tôi có chú thích thêm á, nó hoàn toàn nó giống trong cái bài kinh Đại Kinh Sấm Ngựa, nhưng mà nói gọn vào ba phần thôi: hộ trì các căn, tiết chế ăn uống và chú tâm cảnh giác. Thì bài kinh Sấm Ngựa đó có nói là tàm quý, thân khẩu hành, tâm tịnh, nhất là chánh hạnh, sống cuộc đời chánh mạng. Rồi hộ trì các căn, tiết chế ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, đoạn trừ phiền não, đoạn trừ triền cái. Rồi bốn tầng thiền, ba minh, A-la-hán. Nó cùng giống với ý nghĩa của bài kinh này. Văn tự hình như là nó hoàn toàn giống nhau, nhưng không có giống nhau hết. Nhưng mà nó ý nghĩa nó giống nhau, nhưng mà nó nằm gọn chỉ có ba phần trong cái bài kinh Đại Kinh Sấm Ngựa. Thì đây thì có cái dịp bài này tôi rất tiếc là cô Thanh Xuân cô đọc được bài kinh này. Bài kinh này cái văn tự từ trong cái tạng A Hàm, thì cô đọc cô thấy rất là hoan hỷ. Cô như cô đấm lấy sự tư, cô nói tôi nhớ anh có chia sẻ bài kinh về hộ trì các căn, thì đó thôi được rồi thì tôi mời cổ. Nhưng rất tiếc là cổ lâu quá không có sinh hoạt, cổ thích tu thiền nó thành thử tôi mời, nhưng mà rất tiếc là cổ không vô được. Thì tôi hy vọng rằng cổ sẽ nghe lại sau. Thì cô này rất là tinh tấn, không chừng là quý vị tu thiền ở Phúc Sơn á là sẽ biết cổ Thanh Xuân á. Thì thôi tôi xin dừng lại và mời quý vị đóng góp thêm phần này. Dạ mô Phật. Dạ xin mời. Dạ. Cho tôi xin chia sẻ. Rồi xin mời. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Thanh Hương cũng xin chào tất cả các quý bạn đạo hữu thân mến. Thì hôm nay chúng ta học cái bài Tăng Chi Bộ, thì nói một cái tựa đề rất là thấy rất là hay, đó là con đường mình làm thế nào để mình không có bị lỗi lầm. Thì trong cái ba pháp này là Đức Phật đã dạy các tỳ kheo, thì mình là người tu sĩ thì mình cũng lấy cái này để mình áp dụng. Thì dạy trong cái ba pháp này đó là thứ nhất là hộ trì các căn, thứ hai là tiết độ ăn uống, thứ ba là chú tâm mà chánh niệm. Thì có vị cũng thấy đó, thì Đức Phật đã tại sao những kinh nào
mình cũng đều nghe Đức Phật dạy chúng ta là luôn luôn hộ trì các căn. Vì các căn nó rất là quan trọng, vì các căn mình là tiếp xúc hàng ngày với cái cảnh ở ngoài, nhưng nó cũng như là con mắt của mình thấy, mình nghe, vân vân và vân vân. Nhưng không phải mình nói mình thấy, không muốn thấy, mình nghe, mình không muốn nghe. Xin thưa với các vị, khi mình thấy một cái gì, nó cũng là một cái duyên. Và mình nghe một cái gì, nó cũng là cái duyên. Thì khi mình nghe hoặc là mình thấy, mình không bắt bỏ, nhưng mình thấy được cái nguyên nhân của cái thấy của mình nó như thế nào, và mình nghe cái nguyên nhân của cái nghe nó như thế nào, để mình theo cái đó để mà mình tu tập. Thì các vị cũng biết đó là, thứ nhất đó là Đức Phật dạy chúng ta là con đường không có sai lầm, có nghĩa là mình nghe người ta nói một cái câu chuyện gì, nó bất thiện hay là thiện, thiện thì mình cũng nghe theo để mà mình tu tập. Còn cái chuyện bất thiện à, thì mình cũng không có xa vô, có nghĩa là người ta nói cái gì đó, mình không có thể đem cái sự sân hận của mình mà mình đi chung với người ta để mình nghĩ cái người đó xấu hay là cái người đó như thế này thế nọ. Cho nên đó, mình phải biết cái nguyên nhân nó như là nhiều. Cho nên đó là mình luôn luôn phải hộ trì các căn của mình. Mình đừng có để cho nó dao động hay là nó sai lầm theo một cái gì mà mình, thì cái này do cái ý của mình cả. Ý mình thiện hay không hay là bất thiện cũng do nó cái ý của mình. Vì mình dù sao đi nữa, mình biết tu tập ấy, thì thế nào mình cũng phải biết chút ít về con người mình nó như thế nào. Còn nói cái điểm thứ hai về cái tiến độ ăn uống, thì đây là Đức Phật dạy cho các vị kheo là về tính cách ăn uống. Thì các vị cũng thấy ăn uống á, thì cũng là Đức Phật đã có nhiều cái đức hạnh, có nghĩa là Đức Phật ăn không phải đam mê, Đức Phật ăn không phải gì cái thân này như thế này như thế nọ. Cho nên Đức Phật đã chỉ cho mình nhiều để mình thấy những cái gì á, mà nó có tổn hại đến cái thân mạng của mình thì mình nên diệt nó, mình không có dính mắc nó. Thì theo Hương nghĩ á, nói về các vị tăng á, thì mình thường thường á, mình học kinh Phật á, thì nói những vị tăng là cũng như là đệ tử của Đức Phật, có nghĩa là nói theo cái bước chân của Đức Phật để mà đem những lời Phật pháp để giáo hóa chúng sanh. Thì Đức Phật đã làm những cái gì có đức hạnh thì những vị tỳ kheo này đi theo con đường của Đức Phật để mình đi đúng y chỉ của Đức Phật để mình giáo hóa chúng sanh, chứ không phải mình nhìn theo cái phương cách là mình nhìn như thế này thế nọ, không có đúng đâu. Mà làm sao mình hiểu được mà mình cho đó là đúng, đó là lời của Đức Phật dạy. Còn cái thứ hai là nói chú tâm chánh niệm. Thưa các vị, hồi sáng mới đây thôi Hương là chánh niệm ghê lắm đó nha các vị, là cái gì cũng rất là chánh niệm. Khi mà mình đi, mình cũng biết là mình đi, nhưng mà mình biết nó cái trước mắt mình nó có một cái vật gì có thể làm cho mình té hay là mình bị trúng bị thương là Hương đã chú tâm rất là kỹ. Nhưng có một cái là chánh niệm không phải là nó dễ dàng như mình nghĩ đâu. Vì chính là Hương này nè, Hương mắc hai cái nồi, một cái nồi đậu và một cái nồi cháo. Thì bây giờ cái nồi đậu và nồi cháo, bây giờ cháo thì mình nêm, nhưng đậu mình cũng đốc nêm. Nhưng chỉ có chút xíu, một cái sắc na nhỏ thôi các vị, là Hương đã nêm lộn. Có nghĩa là cái nồi đậu mà mình đi nêm. Thì Hương mới mỉm cười, Hương suy nghĩ, ồ, chánh niệm không phải dễ đâu. Lúc nào mình chánh niệm một cái gì, mình phải chú tâm vào đó, cũng như là bây giờ các vị học Phật pháp, kiểu của các vị đóng góp vào những cái ý nghĩ của các vị. Thì tôi đây, thì Hương đây, Hương cũng ngồi lắng nghe, Hương chú tâm từng cái lời nói của các vị, từng cái chia sẻ của các vị. Đó là mình chú tâm vào những lời Phật pháp. Còn nếu mà mình đi ra ngoài, mình phải chú tâm bất cứ một cái gì có thể làm nguy hiểm đến mình. Bây giờ Hương á, cũng năm nay cũng lớn tuổi rồi, 68, 69 tuổi rồi, mà cũng gia duyên thì rất là bận nhiều, cho nên ráng lúc nào thì lúc nấy. Có đôi lúc thì Hương không có chánh niệm được, thường hay bị tỉnh đứt le là ồ ha, chánh niệm ha, chánh niệm tỉnh giác ha, cũng sai. Thì dĩ nhiên khi mà mình nghe mình sai, mình phải biết là mình sai để mình đừng có sân đó, các vị thấy không? Cho nên nó Hương rất là quan trọng cái chú tâm chánh niệm nhất. Tại vì mình lớn tuổi rồi, Hương còn trẻ trung thì Hương chạy bay nhảy dữ lắm, mần cái gì cũng mần là ẩu lắm,
luyện cái này luyện cái kia, nhưng bây giờ mình đã biết cái trong cái sự chánh niệm do nơi cái sự tu tập của mình, thì mình phải từ từ mình làm do nơi cái ý nghĩ của mình. Bây giờ mình làm cái đó nó gấp, mình ráng cố gắng thì mình không bao giờ mình bị, nhưng mà lâu lâu cũng phải bị thôi, nhưng mà ráng cố gắng. Chứ mình là người phàm phu mà các vị, đâu phải mình thần thánh đâu, mình làm cái gì nó cũng hoàn dạng hoàn hảo hết đâu. Đó, đây là những lời mà Thanh Hương xin chia sẻ cùng đến các vị trong cái buổi học hôm nay. Thì trước khi Hương dứt lời thì cũng xin chúc tất cả các vị thân tâm luôn an lạc trong cái buổi học như thế này. Dạ, mô Phật. Dạ, xà thú. Quý vị có đóng góp thêm quý vị thì những cái điều này dạ xin đó, ai đó ai lên tiếng đó, chị Xuân Nga, chị Xuân Nga. Dạ mời chị. Về kỹ năng truyền cái trong cái chú tâm cảnh giác mà để một rửa năm truyền cái đó, thì mình cũng thực tập được chút nào hay chút đó. Ví dụ như trong trường hợp của em thì mấy cái trong lúc thời gian mà chăm sóc cho lãi em đó thì em ngủ ít lắm, tại vì nó đêm có thể dịch dậy quá mà sáng á mà phải về trễ á thì không còn cái thời gian nào để mà lo cho mình được á. Thành ra 5 giờ bắt đầu 5 giờ dậy, sau 6 giờ tại vì dậy không nổi nữa. Thì cái sự lười biếng nó cũng bắt đầu nó cũng kéo dài. Thì sau này khi mà mình ngủ được á thì nó cũng không chịu ngủ dậy sớm nữa mà nó cũng muốn kéo dài tới 6 giờ vậy. Thì cái khi mà mình mà dậy mà trễ đó thì nó tại vì trong nhà ngoài trong một mình thì nó có nhiều chuyện để làm, đặt giả để làm. Và trong những cái thời gian mà sớm nhất mà lúc mà ông xã chưa dậy đó là thời gian mà được đánh giá nhất để mà mình làm cái gì cho mình biết. Mà nhiều khi cái gọi là hôn trầm giả dự đó, nó không phải hôn trầm giả dự trong lúc mà thiền đâu, mà nó hôn trầm giả dự là mình không có cái tinh tấn để mình giữ đúng điều độ. Thì cái đó nó cũng khó, nên nó cũng đôi khi cái trong cái đời sống cư sĩ đôi khi nó cũng có những cái nó khó. Thành ra khi nào mà các bạn mà có được điều kiện mà để tu tập á, mình có được cái thời gian thì nên quý trọng đó. Thì cũng có những lúc thì mình không có được những cái thời gian đó đâu, mặc dù mình không bị bệnh nhưng mà khi người thân bị bệnh cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà điều mặc dù là như vậy nhưng mình cũng có những cái trí tuệ để mình vượt qua. Thì cũng ráng được vậy thôi. Ông nói sao dặn đồng hồ cho nó thiệt lớn, đen cho thiệt to để mình cũng phải giật mình vậy để cho mình giữ được cái sự điều độ trong cái thời khóa biểu của mình. Sự điều độ đó nó không phải là nó là một cái mà dương ép, mà chính là một cái gọi là kỷ luật cho cái tâm mình. Thì mình cũng nói rõ thì đôi khi cũng có những cái trường hợp nó khó khăn đó, mình cố gắng vượt qua. Chứ không lẽ mình thấy có cái những cái khó khăn thì mình bước lại, rồi riết là nó cũng quen như vậy rồi, nó cũng vậy được, bắt đầu giảm được sao nó cũng vậy được, quen cái thế. Dạ, mời quý vị khác, quý vị đã có đóng góp thêm không? Vì ba cái điều hôm nay mình học thì sự thật ra đây là những cái điều mình thấy nó thường lắm, bình thường, mình thấy là nó đơn giản, nhưng mà sự thật mình hành xử, mình tu tập suốt cuộc đời mình cũng chẳng có được bao nhiêu đâu quý vị. Mà quý vị đọc kinh điển, quý vị nhìn kỹ, đọc tới đọc lui rồi quý vị phân tách từng cái văn tự rồi thì mình nhìn vô tâm mình rồi gì quý vị thấy nó sâu sâu, nó tràn gian đại hải, nó nhiều quá, mình không có nghĩ nó đơn giản được, nó sự thật như vậy. Mời quý vị hôm nay sao tôi thấy chị Diệu Lai chị bấm tay lên mà sao hồi không thấy chị vô ha. Rồi thôi là cái giờ trễ quá, hôm qua chắc đi công chuyện rồi. Rồi quý vị có đóng góp không, có thì mình xin hoàn lễ cũng vừa đủ. Trong hay có cái ý kiến thế này. Dạ. Trong cái chỗ cái phần mà cái chỗ chú tâm cảnh giác thì còn thấy nó thế này, nó dạ. Có tức là đối với một cái con người mà không có được tu tập
thì họ với trong cái cuộc sống họ rất hăng say để lao vào trong cuộc sống, và trong quá trình lao vào kinh tế để sinh sống và để làm ăn và để sinh hoạt và để công tác học tập gì đó thì tham sân si sanh khởi rất là nhiều, và những cái tham sân si như thế thì nó sẽ quay trở lại quân tập trong tâm của mình, tạo thành một cái nghiệp lực tiếp tục cứ như thế chồng chất lên. Thế còn ở đây Phật nói về chú tâm cảnh giác thì con thấy nó có cái hướng là hoàn toàn ngược lại cái đó. À, tức là trong quá trình là đi đứng nằm ngồi cho tiểu oai nghi, đứng oai nghi rồi lúc hành thiền, lúc ngồi thiền thì luôn chú tâm cảnh giác, tức là mình không có quan tâm tham sân si từ bên ngoài vào nữa. Thậm chí là trong quá trình chú tâm cảnh giác như thế thì Đức Phật dạy chúng ta là khi chúng ta có cái gì chúng ta biết cái đó, mà khi mỗi khi biết một cái thì là nó hết, tức là một cái tâm tham khởi lên chúng ta biết tâm tham, một cái tâm sân khởi lên chúng ta biết tâm sân, một cái vọng tưởng một cái tất cả những cái gì nó khởi lên chúng ta đã tự tông ta biết. Thì cái việc đó thì con cảm thấy nó giống như là một cái việc mà một cái lu nước ấy, nó có cái chất bẩn trong đó, mỗi một lần nó mình biết như thế là một lần nó rỉ ra một tí, là mình biết như vậy tức là mình lấy một cái rẻ lau mình lau đi, và cứ nhiều lần cái kéo dài thật lâu thì cái ghè nước với những cái chất bẩn như thế nó đã được tiêu rửa sạch sẽ. Thì cũng như thế chúng ta làm như thế, mới đầu chúng ta cứ thấy rằng nó làm việc rất đơn điệu, nó buồn chán ví dụ như vậy, nhưng chúng ta làm lâu rồi chúng ta thấy nó rất là nhẹ nhõm, và khi chúng ta làm như thế là chính là chúng ta đã bào mòn dần dần những cái tham sân si lậu hoặc tùy miên trong tâm chúng ta, và nó tích lũy dần đến một mức độ nào đó thì nó cũng ngày càng vơi dần. Thì theo con nghĩ cái chú tâm cảnh giác con lại thấy nó có cái hướng rất là rõ rệt ngược với cái hướng của cái gian là như thế, thì con thấy nó có một chút để giải bày như vậy, con sẽ nghe lại. Dạ, thì thật là nó đúng như vậy, nó có cái mức độ, cái người bình thường họ cũng dùng chú tâm tỉnh giác, họ cũng thực hành như vậy, thì mình đi làm tất cả đều giống nhau, nhưng chiều hướng đó là hướng về cái thành tựu. Còn người tu tập á, theo tinh thần của Đức Phật dạy cho nên tỉnh giác để mình nhìn thấy cái gì biết cái nấy, nhưng mà cái gì biết cái nấy cái giai đoạn đầu tiên mình không có thể nhìn biết liền. À, mình nhận biết là chạy theo cái tham sân si đó và nó phát sinh phiền não, thì lần lượt cái người này thấy những cái đối cảnh đó, họ nhìn thấy như vậy là họ bắt đầu cũng như là Hạ Sương nói á, là nó dơ thì mình đi lau chùi, thì nó đi từng tự tới cái giai đoạn đó. Chánh niệm chánh giác là tức làm như vậy thì mới đọc đoạn tận giảm dần những cái chuyện cái nó phải đi mức độ vậy, chứ còn mình nói chánh niệm tỉnh giác rồi một cái dễ dàng đơn thuần như vậy thì thật ra nó không có đúng nghĩa đó. Tại vì niệm á, là mình chỉ ghi nhận, như chánh niệm á, mình phải có cái sự dính liền vô chánh tinh tấn và chánh tri kiến trong đó. Đó, cho nên đó là tri kiến á, là mình thấy này đó, là đây là cái thiện pháp và không có tham không sân không si, mà mình tinh tấn này đó, từng từng cái động tốc, từng cái động tốc tâm của mình có phải thực hành như vậy hay không. Nhưng mà cái mức độ mình đi lần đầu tiên á, những cái năm tháng đầu tiên mình không có làm được như vậy, cho nên mình dùng những cái phương tiện đối cảnh và nhìn những cái cảnh mà nó ít gây ra phiền não, nhưng mà nó cũng có sanh ra phiền não là tại vì mình cái chuyện cái mình nó còn có quá nhiều, thì mình để ý khi mình đã phát sanh tâm lên thì mình phải cố hộ trì các căn, hay là mình dùng cái phương tiện để nhìn vào cái bản thân mình để chánh niệm chánh giác, mình chỉ thấy đây là cái gì đó, thì mình mới làm mức độ đó. Thì đây là một cái sự tu tập tương tự chứ mình không có nói đơn giản được, thì Hà Sinh trình bày đó là rất là đúng. Mình khi mà có những người có pháp thực hành được thì mới nhìn thấy một cách rõ ràng được như vậy, chứ còn không có thực hành thì khó nhìn lắm, thì tại vì họ quy chung họ cũng chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà chánh niệm này tỉnh giác này đi hướng ra có một cái mục tiêu, có nó thuộc về cái hành, cái tâm hành, nó còn có một cái pháp hữu vi khác dầu như thế nào mình tu tập. Thì tương tự mình sẽ thấy lời Đức Phật dạy nó rất là vi tế, mình cũng không có dám nhìn sâu hay là nói sâu về những cái chi tiết, thì từ từ quý vị sẽ mình cùng nhau tu tập, mình học những cái bài kinh rồi để mình nhận thức được là tất cả những điều này mình tu tập
không ngoài mục đích mình làm tăng trưởng cái thiện pháp của mình, và mình cố làm sao gạt bỏ những cái sự nắm bắt của mình thôi. Thì từng tự như vậy thì Hạ Sương nói rất là đúng, cái pháp hành nó phải từng tự như vậy. Như vậy thôi, mình xin hoàn lễ hả quý vị, và xin mời quý vị cùng tôi chắp tay hồi hướng. Dạ. Mô Phật, chúng con xin chia điều phúc báo tu tập này về chư thiên cõi trời, thế thiên dương, những thiện thiên thần, những người gia hộ cho chúng con tu tập ngày hôm nay đều đồng điều phước báo nhau cả thảy. Chúng con cũng xin chia điều phước báo này về tất cả bạn tu tập trên lai, thân bằng nguyên thuộc, cha mẹ hiện tại, được hưởng phước báo nhân thiên sống lâu vui hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, phát sanh trí tuệ, đoạn giảm phiền lão. Chúng con cũng xin hưởng phước báo này vì ông bà cha mẹ quá giảng nhiều đời nghiệp kiếp của chúng con, dù ở sanh cõi nào cũng thường phước báo nhân thiên sống lâu vui hạnh phúc, thành công cuộc sống, trong gặp Phật pháp tu tập để đoạn giảm phiền lão. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc quý vị, chúc quý vị một ngày ta hướng xa hướng xa hướng dạ xin đi sao.